mến, các cụ thường có câu một người nhà không thiêng. Và tôi tin rằng có rất nhiều người sống ở Hà Nội, thủ đô hàng nghìn năm tuổi với hàng loạt các khu di tích, bảo tàng nhưng chưa bao giờ thử cố gắng tìm hiểu về những giá trị lịch sử và văn hóa nơi đây như thế nào. Và nếu các bạn cũng yêu thích những giá trị đó như Thanh Thảo, ngày hôm nay hãy theo chân tôi sẽ dẫn các bạn đi đến khám phá một địa điểm vô cùng thú vị và đặc biệt. Vâng, hiện tại thì tôi đang đứng tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tọa lạc tại 36 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, và nó cũng chính là điểm đến mà Thanh Thảo muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Nằm ở trung tâm của thủ đô Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nằm gần ngay các danh thắng Hồ Gươm, khu phố cổ, Văn Miếu Quốc Tử Giám, rất thuận lợi cho việc đi lại tham quan của du khách. Đây cũng chính là nơi lưu giữ tất cả những nét đẹp, niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam. Bởi vậy, đã tới Hà Nội, du khách khó lòng có thể bỏ qua điểm tham quan vô cùng hấp dẫn này. Tôi đang đứng ở phía ngoài và ngay tại đây thì chúng ta cũng có thể thấy được sự hiện đại bên trong thiết kế của bảo tàng. Và để khám phá những điều thú vị nhất, hãy cùng theo chân tôi đi vào bên trong nhé! Bảo tàng có tất cả 4 tầng và mỗi tầng lại trình bày những chủ đề khác nhau, vô cùng phong phú và đa dạng. Và ngay khi tôi mới bước vào nơi đây thì tôi đã bị thu hút ngay bởi bức tượng lớn này. Đây, theo tôi được tìm hiểu thì đây là một bức tượng được dát vàng các bạn ạ, và nó có chiều cao là 3,6m. Bức tượng mang tên Người Mẹ Việt Nam. Bức tượng mang tên Mẹ Việt Nam cao 3,6m, đặt ngay sảnh ra vào, miêu tả hình tượng một người mẹ đang đỡ đứa con trên vai, bàn tay phải như đang đẩy những khó khăn, sóng gió xuống dưới chân mình. Ngước lên trần là một sự thú vị đến ngạc nhiên của những màu sắc sặc sỡ, của những chiếc nón, biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam, được sắp đặt một cách vô cùng tinh tế và khéo léo. Tôi đang đứng tại tầng 2 của bảo tàng, và đây là tầng trưng bày với chủ đề Phụ nữ trong gia đình. Chúng ta sẽ lần lượt được tìm hiểu về người phụ nữ Việt Nam qua các chủ điểm như hôn nhân, sinh đẻ và cuộc sống gia đình. Người phụ nữ Việt thời xưa sinh con như thế nào, chăm sóc và nuôi dạy con cái ra sao, những phong tục tập quán trong ngày lễ thôi nôi, lễ ăn hỏi, lễ cưới, rồi những trang phục cưới của các dân tộc có gì khác nhau. Tất cả sẽ được giải đáp qua những góc trưng bày bắt mắt và đầy ấn tượng. Cuộc sống gia đình của người phụ nữ Việt Nam xưa cũng được thể hiện rõ qua các hoạt động trồng trọt, săn bắt, hái lượm, bữa ăn, may mặc, nuôi dạy con cái. Nơi đây như một cuốn tạp chí sống động, tái hiện muôn mặt đời sống của người phụ nữ Việt Nam xưa. Các bạn thân mến, không cần thuyết minh viên chỉ dẫn nhiều nơi, chỉ cần một chiếc headphone cùng một chiếc điều khiển, chúng ta đã có thể tham quan mọi ngóc ngách của bảo tàng mà không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Xen giữa những hiện vật thể hiện cuộc sống bình yên của người phụ nữ thì nơi đây cũng lưu giữ rất nhiều hiện vật từ thời chiến tranh. Và nhìn những bức ảnh ở nơi đây thì tôi đã cảm nhận rất rõ nét sự kiên cường bất khuất của người phụ nữ xưa. Tầng 3 với chủ đề Phụ nữ trong lịch sử. Ở đây là những câu chuyện đời thường về những nhân vật nữ anh hùng trong các cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi nhìn thấy những kỷ vật được trưng bày ở đây. Nó thực sự là những bằng chứng về sự sáng tạo, ý chí sắt đá và cả sự khéo léo của người phụ nữ Việt. Những tấm áp phích đầy màu sắc được treo khắp nơi trên tường đã thể hiện sự đoàn kết, sức mạnh to lớn của người phụ nữ Việt thời chiến tranh. Vâng, hiện tại thì tôi đang đứng tại tầng 4 của bảo tàng, và nếu như chúng ta vừa được quay trở lại và chiêm ngưỡng sự kiên cường bất khuất mạnh mẽ của người phụ nữ trong những năm tháng chiến tranh xưa, thì giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cuộc sống hàng ngày bình dị và đơn giản của họ. Tầng 4 với chủ đề Thời trang nữ đã thể hiện được sự phong phú, cầu kỳ, khéo tay của phụ nữ các dân tộc Việt Nam với những nghề thủ công phục vụ cho thêu thùa, may vá, nghệ thuật, trang sức, trang điểm. Các bạn có thấy không ạ? Dù đây đều là những mô hình mannequin rất cứng nhắc, nó không thể truyền tải được trọn vẹn nét đẹp mềm mại của bộ trang phục. Song, nhìn vào những mô hình này thì chúng ta vẫn có thể thấy được sự khéo léo và tinh tế của người phụ nữ Việt Nam trong cách ăn mặc. Các hiện vật trưng bày ở đây thực sự biết nói và giao lưu với du khách, dẫn dắt họ vào hành trình khám phá đầy thú vị. Các bạn thân mến, không biết các bạn có cùng cảm nhận với tôi không? Nhưng ngày hôm nay thì Thanh Thảo thực sự rất vui vì đã có cơ hội đi chiêm ngưỡng và trải nghiệm những giá trị lịch sử và văn hóa của người phụ nữ Việt Nam.
ngược dòng lịch sử, hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam hiện lên như ngọn lửa sáng, cháy hết mình cho những chiến công hiển hách của dân tộc. Ngay cả trong thời bình, họ vẫn luôn là những chiến binh tài giỏi và mạnh mẽ. Và đi đến những bảo tàng chính là con đường ngắn nhất để chúng ta tìm về lại những giá trị lịch sử đó.